Wow, mình đã nhìn thấy một cặp một đàn gà đang đi chơi ở trong vườn nhà mình này các bạn ơi. Hay chưa này, đẹp chưa, một những chú gà con này đáng yêu không? Các bạn ơi, hôm nay mình ra vườn nhà mình chơi này. Đấy, mình nhìn thấy một chú khủng khủng long này các bạn ơi, sợ chưa? Wow, nhà mình nhận được một con khủng long này. Đây đây này, wow, mình đã nhìn thấy một cặp một đàn gà đang đi chơi ở trong vườn nhà mình này các bạn ơi. Hay chưa này, đẹp chưa, một những chú gà con này đáng yêu không? Chú gà con đáng yêu nhỉ. Bây giờ mình sẽ có cái rổ này, mình sẽ bắt đàn gà con của nhà mình vào đây nhá các bạn nhá. Wow, để mình mang về nuôi nhá. Ô, các bạn ơi, ở đây này các bạn ơi, mình nhận được một con rồi này. Để mình xem được mấy con mình cho vào rổ của mình nhá. Ô, đáng yêu chưa? Hai con này các bạn ơi, thích thế, đẹp không các bạn? Hai con rồi, wow. Đây nữa, đẹp thế các bạn ạ. Ba con. Đây nữa, wow. Bốn con các bạn ơi, năm con. Đây một con chạy nhanh quá các bạn ạ. Ô, mình bắt không kịp đâu. Bắt được 6 con gà nhá. Đấy, mới cả một chú khủng long này. Nhiều chưa? Mình lại đi khả năng ở vườn nhà mình rất nhiều các con vật các bạn ạ. Bây giờ mình lại đi tìm tiếp nhá. Ô, đây nữa này các bạn ơi. Hóa ra đây là một chú gà trống đang nuôi con này các bạn ạ. Mình nhận được một chú gà trống nữa này. Giờ mình đi ra vườn thì mình tìm xem ở bụi cỏ này. Mình bắt cào cào xem nào. Xem có cào cào không các bạn ơi. Ô này các bạn ơi, mình nhìn thấy một con gì này. Hóa ra là một con khủng long ăn cỏ các bạn ơi. Nó ẩn ở dưới bụi cỏ nó để nó ăn cỏ đấy các bạn ạ. Thích chưa? Hay rồi. Khả năng ở vườn này rất nhiều các con vật. Các bạn ơi, giờ mình cho vào rổ của mình nhá. Mình đi bắt cào cào tiếp nhá. Xem nào. Đây này các bạn ơi. Những con cào cào ấy. Đây này. Các bạn có thấy không? Những con cào cào nó đậu ở trên đấy, nó nhảy rồi. Đậu ở trên lá khoai đấy, nó nhảy mất rồi. Giờ mình đi tìm tiếp xem. Ồ đây nữa này các bạn ơi. Anh nhặt được một quả gì đây? Ồ một quả gì trong này có nhiều các con vật thế này các bạn ơi. Để mình thử lấy ra xem nào. Mình thử xoáy ra nhá. Ô này các bạn ơi. Ô được những con cá này. Ô nhiều quá ơi. Nhiều thật đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào rổ của mình nhá. Để mình mang về nhà tí mình chơi nhá. Bây giờ mình lại đi bắt cào cào tiếp sao. Để mình bắt đây. Ui ô kìa. Mình lại nhìn thấy một con gì thế này các bạn ơi. Này các bạn ơi, mình nhận được một chú vịt màu trắng. Trắng này. Đẹp không? Đẹp chưa? Mình cho vào rổ của mình nhá. Tiếp xem. Mình lại đi tìm tiếp xem nào. Wow. Đâu rồi? Ô đây nữa này các bạn ơi. Ô. Một con khủng long các bạn ạ. Một con khủng long nhá. Ôi, một con khủng long ăn cỏ ở bãi cỏ nhà mình. Nhiều khủng long quá nhỉ. Mình cho vào đây. Tiếp xem nào. Lại con khủng long nữa này các bạn ơi. Các bạn có nhìn thấy không này, khủng long đang ăn cỏ này này. Thấy chưa đấy, một đang ngậm cỏ vào này. Wow, một con khủng long nữa các bạn ạ. Thích không? Rồi, mình cho vào đây tiếp xem nào. Wow, ô đây. Ở dưới này các bạn ơi. Ở dưới hồ nước đây. Đấy, mình tìm thấy một con gì đây. Wow, một con ngỗng các bạn ơi. Đây này bạn. Các bạn có thấy không? Đấy, một chú ngỗng chú đang tắm ở dưới ao này. Ô, hay chưa? Rồi, một con ngỗng nhá. Mình cho vào rổ của mình. Cũng nhiều con vật quá các bạn ơi, đây nữa này nữa. Đấy, một chú khủng long xuống ao để uống nước đấy. Giờ mình cho vào rổ của mình nhá. Mình thử đi tìm quanh đây xem có con gì nữa không. Ô, con gì hót đấy các bạn ơi, con chim. Ý, con chim đậu ở vườn xoan kia nó hót. Bây giờ mình mang về nhà mình chơi đây các bạn ơi. Mình xin chào các bạn nhá.